Hiếu Trung xin chào quý vị khán giả của Vina Showbiz. Hiếu Trung đã tâm tình với một nam ca sĩ ở trong Đỗ Thanh Productions, ảnh tên là Kỳ An. Xin chào Kỳ An, khỏe không? Kỳ An xin thân ái chào Hiếu Trung và chào quý khán giả của đài Vina Showbiz. Nghe nói là Kỳ An ở trong Đỗ Thanh Productions, cho biết là hợp tác với Đỗ Thanh Production bao lâu rồi? Từ lúc mà Đỗ Thanh Production Entertainment vừa bắt đầu khởi là chương trình bắt đầu start thì Kỳ An đã hợp tác với lại chương trình Đỗ Thanh. An nghĩ chắc chưa? Cho hỏi chút xíu là Kỳ An đã hát bao nhiêu năm rồi? An cũng start hát được thì bắt đầu ta chung thăm Đỗ Thanh thì biết nhiều người biết nhiều hơn là cũng 20 năm. Thì trước đó thì Kỳ An cũng start hát cho tụ điểm nhỏ bên Cali. Kỳ An bắt đầu từ hát từ tiệm nhỏ, bây giờ đến vô Productions rồi. Kỳ An có bây giờ Kỳ An hát cái loại nhạc gì vậy? Thì Kỳ An chỉ bên hát bên Đỗ Thanh được thì anh biết rồi, Đỗ Thanh thì đa số là nhạc quê hương nhiều, nhưng mà riêng Kỳ An thì hát nhạc trẻ và nhạc vui, nhạc trẻ để cho cái sắc thái của cái DVD của Đỗ Thanh Entertainment được có nhiều thêm khía cạnh khác nhau. Tại vì Đỗ Thanh Entertainment thì có nhạc quê hương, cũng có tên cổ giao duyên, cũng có cải lương trọng nữa, thì Kỳ An thì chọn về hướng bên nhạc trẻ, nhạc vui để cho làm cho cái chương trình có thêm nhiều sắc thái khác nhau. Vì có cái what's the next event cho cái Đỗ Thanh Production không? Thì Đỗ Thanh Entertainment sẽ có một buổi quay hình trực tiếp tại tháng 4 này Not Very Far, thì hy vọng là Kỳ An sẽ có trong chương trình đó. Kỳ An trong chương trình đó thì Kỳ An sẽ hát nhạc trẻ hay là hát nhạc quê hương? Thì nhạc trẻ cũng được, hay là mình lấy nhạc nhạc vui của hồi xưa mình làm lại, cũng nhưng mà đa số là nhạc không phải nhạc quê hương. Tụi chị kia không biết hát nhạc quê hương, đúng rồi. Mình hát nhạc quê hương thì có giọng mùi gì đó thì chắc kia không có hát nhạc quê hương nhiều.